xe Patriot đang chuẩn bị tiến vào hầm HS. Đối tượng đi thẳng không vào hầm HS. Chiếc xe Patriot tiếp tục đi thẳng không vào hầm HS nha. Đang ở đường Phan Văn Trị. Đường này sẽ dẫn ra cái con đường bên hông của sân bay HS á. Đối tượng đang bên hông sân bay HS. Đang chạy xuống dốc. Ở đường cuối đường Weston. Quẹo ngược lại sân bay. Quẹo ngược lại sân bay HS. Đang ở sân bay HS nè, đang tiến vào sân bay HS. Chiếc Patriot của đối tượng. Đối tượng đang tiến ra khu lấy vật liệu ở HS. Đang tiến ra vào chất xe. Đang bên ngoài cổng chính của chất xe. Chiếc Patriot màu đối tượng biển số 483. Đang hướng về trụ sở HSBD. Quẹo lên ngã tư chất. Đối tượng quẹo ngược lại sân bay. Đang chạy thẳng lên HQ taxi. Đối tượng đang hướng ra đốc. Một chiếc Patriot.